Xin kính chào quý vị các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại số bạn giáo viên ở quận Gò Vấp, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số hoa mai ha. Và mai tàn, giảo tân châu vậy. Mai phôi thì bệ đế ha, hoành to, lực cây này. Mai tàn thì bông đẹp luôn. Đây, có mặt bông. Đây quý vị. Bông thì nhiều cánh ha. Đó. Đây lớp luôn nè. Rất đẹp. Bông chùm luôn vậy nè, 1,2 triệu đi lại mạnh cây. Chào rồi, em xin chào anh Tâm, em chào tất cả các anh chị em mình trên toàn quốc nha anh chị ơi. Hôm nay thì em xin đại diện cho shop mai vàng Trúc Biên lại quay cho anh chị mình xem một số cây mai phôi Tân Châu và mai tàn Tân Châu luôn nha. Tại vì em còn một số cái mai phôi em sẽ ghép vào cái clip này luôn ha anh chị ha, để anh chị mình xem nha. Rồi shop mai vàng Trúc Biên ở địa chỉ là ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Số hotline là 0939779318 nha. Đồng thời có một số Zalo của shop luôn. Cảm ơn anh chị mình thời gian qua đã ủng hộ cho shop nha. Không làm mất thời gian của anh chị mình, em sẽ vào luôn cây đầu clip ha. Và em xin báo luôn là bên em là có một cái ưu đãi cho khách là bao ship toàn quốc cho tất cả các anh chị em mình nha. Rồi, cây đầu clip là cây mã số 21 bên đây. Anh chị ha, bên trái. Cái cây này rất là to, đây là mai phôi Tân Châu nha anh chị, mai phôi Tân Châu. Được. Chiều cao mình là khoảng tầm 69 nha anh chị ha. Hoành là 31 hơn, tính chị mình 31 nha. Đấy, đây là đế bàn nha anh chị. Cây này là đường kính bầu là tới 50 lần nha anh chị ha, 50 lần. Anh chị mình xem giùm em cái lớp da cho nó rất là dày nha. Nha, dày đây nè. À, nó dày, anh chị thấy cây này cũng khá lâu năm ha. Em chỉ còn có vài cây thôi anh chị mình, anh nào chị nào mà thích mai phôi á, Tân Châu á có thể liên hệ với em nha, để chốt vài cây này về luôn ha anh chị ha. Bên em đã đâm tuột, nhảy tuột rất là khỏe cây. Rồi mã số 21 này bên em để giá cho anh chị mình cũng rất là mềm ha, chỉ có 1,3 triệu thôi anh chị ơi. 1,3 triệu thôi. Rồi em xin phép qua mã số kế tiếp, mã số 22. Chiều cao của mình là khoảng tầm 75 nha anh chị. Rồi quả neo mình là 32 ha. Đường kính bầu của mình là 45. Đa số những cái cây bên em hiện tại là mai phôi này đều là dán trực hết nha anh chị. Đây là mai thả vườn, không có chỉnh sửa gì hết. Đấy. Rồi, mai này mã số này là mã số 22, shop em Zalo với anh chị mình giá là 1,2 triệu luôn nha. 1,2 triệu cho cây mã số 22. Rồi em qua mã số kế tiếp, mã số 23 nha anh chị ha. Cây này giống như kiểu dáng bay vậy anh chị, nó nghiêng một xíu ha. Chiều cao là khoảng tầm gần 50. Quả neo nha anh chị ha. Quả neo mình là 24. Đường kính bầu của cây này là 38. Đấy, cây này mã số 23 nha. Này, mã số 23. Rất là đẹp ha. Rồi, mã số 23 shop em Zalo với anh chị mình giá là 700. 700 bao ship toàn quốc luôn. Dạ, anh chị nào mà có thích chơi mai phôi có thể liên hệ với em lấy những cái gốc mai này về nha. Rồi, em sẽ qua mã số kế tiếp anh chị ơi. Mã số 24. Chiều cao của mình là 66 nha. Rồi, quả neo là 33. Đường kính bầu của cây này là 37. Cây này mã số 24 nha anh chị. Có đâm tường nhảy tường hết rồi anh chị yên tâm nha. Sức khỏe của cây anh chị mình yên tâm. Đây, lớp da này anh chị thấy không? Lớp da nó đang nhú tuột lên, bắn tuột lên nè ha. Da nó rất là dày ha, anh chị thấy không? Rất là dày. Cây này rất khỏe nha. Rồi đây là mã số 24, shop Zalo với anh chị mình giá 1,3 triệu nha. Rồi em qua mã số kế tiếp, mã số 25. Chiều cao của mình là 55. Rồi quả neo của mình là 25 hơn, tính chị mình 25 thôi. Và đường kính bầu của cây này là 38. Cái này mã số 25 nha anh chị, mã số 25. Rồi mã số 25 này shop Zalo với anh chị mình giá là 650 nha. Rồi, 650. Rồi em qua mã số kế tiếp nha anh chị, mã số 26. Chiều cao của cây này là 39. Rồi, hoành là 22 nha anh chị ha. 22 gần 23, tính anh chị 22 thôi, còn miếng nữa mới 23. Đường kính bầu của mình là 27. Đấy, cây này là dạng thấp lùn ha. Rồi cây này mã số 26 shop Zalo với anh chị mình giá 400 nha. Rồi em qua một cây dáng trật luôn nè. Chiều cao nha anh chị, 49. Hoành 21 nha. Đường kính bầu của mình 33. Rồi, bảy đế nè quý vị. Đấy.
quăng băng ra. Rồi. Cái này số em giao lưu với anh chị mình này là mã số 27 nha, shop giao lưu với anh chị mình giá 700. Rồi, 700. Đây là mai phôi Tân Châu nha anh chị. Bên em chỉ bán đúng một mặt hàng đó là mai phôi Tân Châu thôi. Phôi Tân Châu nè, tàn Tân Châu nè, mini Tân Châu, tất cả đều là hàng Tân Châu hết nha. Rồi qua mã số kế tiếp, mã số 28 nha anh chị ơi. 28 chiều cao là 57. Hoành là 18 nha. 18. Đường kính bầu là 28. Đây, rồi mã số này 28 shop giao lưu với anh chị mình giá yêu thương nha. 400 ngàn. Thôi, 400. Dạ, rồi em qua một cây. Cái này thuộc top và dáng như dáng bài vậy thấy không? Ừ, từ xa mình thấy giống như dáng bài ha. Rồi, chiều bay là khoảng tầm 70 thôi anh chị ơi. Quà neo ha anh chị ha, 29 rồi. Đế là rổ đế luôn ha. Đường kính bầu 47, vàng đế mạnh lắm nha anh chị. Vàng đế rất là mạnh ha, phân bố rất là đều luôn. Tứ diện anh chị ha. À, sức khỏe từ trên thân xuống tới đế anh chị thấy không, đều mọc từ khớp nhảy từ khớp rất là khỏe. Cây này sớm giao lưu với anh chị mình giá có 900 anh chị, mã số 29 900 luôn, cây cực kỳ lực và khỏe. Rồi ngoại trừ mà hiện tại em có mai phôi và em đã có thêm ở đây nữa là mai mini nha anh chị, mai mini Tân Châu luôn. Bên em là có nhập cái hàng mai mini Tân Châu này, mai xin luôn nha anh chị, trồng từ hạt luôn, không cắt ghép gì hết. Nó có đã uống cho anh chị mình là cái giống như kiểu cái lắc lượng rồi so nè, không đó, hai khoanh ba khoanh ví dụ vậy đó, về anh chị mình có thể là mình trồng mình chơi tết luôn nha. Đây là mai chơi tết luôn, về anh chị mình chỉ cần tước lá và tết mình chơi thôi. Từ nào tới tết, gần tới tết á anh chị mình mới tước lá nha. Đây là mai Tân Châu có ra nụ cũng rất là nhiều nè anh chị ha. Đây đây bên đây cũng vậy nha, người ta có vô dây nhôm cho mình hết rồi nè, về mình cứ lấy những cái dây nhôm này mình uống theo tiếp đấy. Có tựa có xin lỗi, có nụ kim đồ ra hết rồi nha anh chị ha. Đây nó bị nhánh này nó bị xước rồi, để em mấy xíu em quấn lại. Rồi, mỗi một cái chậu như thế là 200 ngàn nha anh chị, 200 ngàn cho mỗi một chậu như thế ha. Như thế này là 200 ngàn một chậu. Đó, anh bên em là bao ship toàn quốc cho tất cả các anh chị em mình nha. Anh chị mình có thể là mỗi người mua một cặp về để tết để trước cửa nhà anh chị ha, rất là đẹp. Rồi, cảm ơn anh chị rất nhiều nha. Em qua lên tới cái tiếp là mai tàng Tân Châu nha. Một số cây mai tàng Tân Châu. Clip này là clip hôm nay clip em xả luôn nha anh chị, xả hết tất cả luôn. À, cho anh chị mình săn được cái clip ngày hôm nay nha. Những cây mai ta này là mai Tân Châu nha. Những cây này thì em báo trước luôn thì nó vẫn còn ra hoa đó, nên anh chị mình có thể là về những cái nụ nè, nó còn ra hoa nó sẽ cổ, nếu mà kịp thì kịp tết mình, còn không thì anh chị có thể là đợi tới năm sau ha. À, tại đây nó đã ra trước rồi, em đã tước lá để mất sức cây. À, đây là một cây giáng long nha, này giáng long khung hoành to hơn xíu ha, nó hơi bung xíu, nó to ra, chiều cao là khoảng tầm 1m2 nha anh chị, tán ngang của cây này khoảng tầm 85. Hoành cây này là khoảng tầm 12 hơn, tính chị mình 12 thôi. Đường kính bầu của cây này là 27. Cây này dáng long, dáng hơi bung ha, nó to một xíu. Cái khung nó hơi to ha. Đây mã số này là mã số 30 nha anh chị. Em đi luôn kế tiếp mã số với lại cây mai phôi lên. Nãy là 29 giờ là 30 nha. Rồi cái này em sẽ sale xả cho anh chị mình có 700 ngàn thôi nha. 700 ngàn là bao ship về tới nhà luôn đó nha anh chị ha. Rồi em qua mã số kế tiếp, một cây dáng lắc lượng ha. Tàn vuốt lên anh chị ha. Mã số 31. Chiều cao là khoảng tầm 95. Tán ngang của mình là khoảng tầm 70. Rồi, hoành thân đây là khoảng tầm 13 nha anh chị. Hoành thân 13, đường kính bầu của mình là 29. Cái này mã số 31. Nãy này nó ra những cái lá non nó tuột, nó cũng muốn già nè anh chị ha. Có những cái cây mà còn nụ nè, còn nụ này thì tết nó sẽ ra ha. Đó, có sao thì em sẽ báo về cho anh chị mình nha. Đây một số cây em xả nha anh chị, mai tàng Tân Châu em xả. Rồi, đây là mã số 31 shop giao lưu với anh chị mình giá 550 nha. Số cây nhỏ, đây những cây nhỏ nha. Rồi hôm qua mã số kế tiếp, mã số 32. Đây là có những cái mặt bông nè anh chị xem không, hai lớp ba lớp hết nha. Anh chị mình nhìn kỹ giúp em, đây là những cái cây hoa gió của nó. Đây nè anh chị, ba lớp nè, không giấu gì ha, một lớp nè, hai lớp nè, à, lớp dưới này là ba đó. Và mặt hoa nó là như thế này nè, đây hoa zin luôn nè, không có gắt ghép gì hết anh chị thấy không, rõ ràng ha. Đấy, tại vì bên em phải tước lá như thế này để cho nó lúc em về đó, để cho nó không bị mất sức cây. Nhưng bây giờ nó đã ra hoa rồi. Rồi em sẽ đo chiều cao và thông số, chiều cao khoảng tầm 1m1 nha anh chị, tán ngang của cây này khoảng tầm 95. Đấy, hoành nha. Rồi, hoành thân mình 13 nha anh chị ha. Và đường kính bầu của cây này là khoảng tầm 30. Cây này bông đẹp anh chị thấy rõ ràng không, có mặt bông như thế này anh chị không có sợ nữa hết á. Thì có một hoa rồi, rất là đẹp nha. Đó, ba cánh bốn cánh không à.
về anh chị mình, ví dụ như anh chị mình thích chơi, mình để mình chơi xong rồi qua năm mình xuống cái bộ tàng, mình lên bộ tàng mới rất là đẹp nha. Rồi mã số 32 shop Zalo với anh chị mình giá là 700 nha. 700. Em qua mã số kế tiếp luôn anh chị ơi, mã số 33. Dáng lắc lượng nha. Chiều cao là khoảng tầm gần 1m1, anh chị tán ngang của mình là khoảng tầm 85. Hoành là 14 anh chị ơi, và đường kính bầu của cây này là 25. Mấy cây này mình về mình lấy bo và ghép cũng lời nữa anh chị. Hai thằng châu cái cốt rất là đẹp rồi, hoa rất là đẹp. Và những cây nào mà tàn đều quá anh chị mình để chơi luôn ha anh chị ha. Đấy. Tại vì cái giá này là giá anh đã sale rồi, xả luôn cho anh chị mình ha. Rồi, cây mã số này 33 shop Zalo với anh chị mình giá chỉ có 600 ngàn thôi anh chị ơi, 600 ngàn. Đấy. Rồi qua mã số kế tiếp nha, mã số 34. Chiều cao nha anh chị. Chiều cao khoảng tầm 1m1. Tán ngang của mình là khoảng tầm 1m07. Tầm 1m á. Quạnh đây là 14 nha. Đường kính bầu của cây này là khoảng tầm 32. Đấy, cây này những cái cành thì em để zin nguyên cây cành hết về, anh chị có thể là cắt giũa gọt lại bớt cho nó nhìn nó gọn gàng hơn ha. Bên em sẽ bán bằng thô cho tất cả các anh chị em mình, cho anh chị mình về có thể chỉnh sửa thêm. Đấy. Là mai những cái mai này mai em để zin hết luôn, không có chỉnh sửa gì hết. Đấy. Mặt hàng nó thì giá rất là thấp ha. Em đã sale lại cho mình để mình có cái, như anh chị nào mà có những điều kiện mà cần chơi mai Tân Châu á, mà cần săn những cái giá rẻ thì có thể chốt những cái này nha. Rồi đây là mã số 34, shop em Zalo với anh chị mình giá là 700 ngàn. 700. Dạ. Em qua mã số kế tiếp anh chị ơi. Những cái này vẫn có nụ đàng hoàng hết nha anh chị, vẫn có nụ hết. Mà có thể là không kịp nha, không kịp Tết. Cây nào mà còn nụ nhiều thì có thể kịp Tết, còn cây nào mà nó rổ hết rồi thì không kịp nha. Cái này em cũng báo trước luôn. Rồi chiều cao khoảng tầm 1m1 nha. Cây này mã số 35. Tán ngang mình tầm khoảng tầm 90. Rồi, hoành 14 nha anh chị ơi. Hoành 14, cây này là khoảng đường kính bầu là 27 nha. Đấy. Cây này thì tay cành lực, rất là lực nha. Và em nghĩ là cây này tay cành đã vô viên nhôm hết rồi nè anh chị, nên nhìn nó rất là đều. Đó. Thì có như thế nào em sẽ báo luôn trực tiếp trên clip để cho anh chị mình xem. Và có thể là chốt cây mau hơn luôn. Rồi đây mã số 35, shop Zalo với anh chị mình giá là 750 nha. Có một cái nụ nó sắp ra hoa gió nè, nhưng mà nó chưa có trổ ra hết. Khi nào nó trổ thì em sẽ quay lên cho anh chị mình xem luôn. Rồi em qua mã số kế tiếp, mã số 36 nha. Rồi. Chiều cao của cây này là khoảng tầm gần 90 ha. Tán ngang của mình là khoảng tầm gần 90 luôn. Đó. Nó rất là nhiều cánh nha anh chị, hoa Tân Châu thì nó rất là nhiều cánh rồi. Anh chị nào đã từng chơi thì anh chị cũng đã biết ha, hoa Tân Châu rất là đẹp. Hoành là 14 nha anh chị. Rồi đường kính bầu của cây này là 32. Hoa Tân Châu thì anh chị biết là nó rất là đẹp. Cánh anh chị thấy không? Nó tới khoảng tầm 7-8 cánh là một mặt nó luôn á. Rồi bên đây cũng vậy nè. Ví dụ cây nào mà một lớp thì tới 7-8 cánh, hai lớp là khoảng tầm 10-12. Đấy. Nụ thì những cây này còn vẫn còn nụ nha, vẫn còn nụ. Nụ thì có thể là kịp Tết. Cây nào mà nó trổ rồi thì nó sẽ không kịp. Rồi đây là mã số 36, shop em Zalo với anh chị mình giá là 700, giá sale luôn nha anh chị. Giá đang là giá sale. Rồi em qua mã số kế tiếp nha anh chị, một cây giáng long. Tàng này rất là đều nè anh chị, cây này tàng đều mà nó dạng cây nhỏ. Cây mã số 37, chiều cao nha, khoảng tầm gần mét. Tán ngang mình tầm 90, hoa rất là đẹp nha anh chị, hoa rất là đẹp. Hoành 13, đường kính bầu 33. Mã số 37. Cây này số em Zalo với anh chị giá là 700 ngàn thôi. Đấy, những cây này cây nhỏ nha, tớp cây nhỏ. Nó rất là đẹp nha. Hoa nó rất là nhiều cánh. Tàn nó là tàn đều hết luôn á. Người ta đã được vô dây nhôm cho mình rồi, anh chị mình về mình chỉ cần chỉnh sơ sơ nhỏ nhỏ là những cái cây mà những cái nhánh mà nó như thế này nè, chưa vô thôi. Còn những cái nhánh mà bự bự anh chị mình yên tâm nó đã vô hết rồi. Rồi, em qua mã số kế tiếp, mã số 38. Chiều cao anh chị, tầm 1m2. Tán ngang của mình là tầm 1m1. Những cái cây nào mà bộ tàn nó chưa được đẹp lắm thì anh chị mình có hai cách. Có nghĩa là một là anh chị mình sẽ chỉnh sửa, hai là anh chị mình chơi Tết xong mình sẽ xuống bộ tay gàng đó, bộ tay cành đó, năm sau mình chơi lại bộ mới ha anh chị ha. Rồi ở đây cây này hoành là 15 nha. Mã số 38, hoành 15. Rồi, đường kính bầu của mình là 30. Đấy. Bên em thì bán sỉ về mai Tân Châu anh chị ha.
sỉ lẻ luôn. Đấy, những cây này như thế này thì anh chị mình về có thể là còn mặt bông, mà còn cái nụ thì mình cứ để chơi Tết ha. Còn xong chơi Tết xong mình có mặt hoa mình chơi rồi mình biết cái hoa nó, cái cây này hoa nó đẹp rồi, bắt đầu mình xuống tới cành năm sau mình chơi bộ tới cành mới cho đều và đẹp hơn cũng được luôn nha anh chị ha. Rồi mã số 38 mình sẽ giao lưu với anh chị mình giá là 900 nha. Rồi, 900. Rồi em qua mã số kế tiếp, mã số 39. 39, cây nhỏ nhỏ anh chị thấy nhỏ vậy chứ nụ rất là nhiều anh chị thấy không? Rất là nhiều nụ luôn. Đấy. Rồi, chiều cao nha anh chị. Gần 1m1 anh chị ơi. Cái ngang mình khoảng tầm 75 thôi à. Cái này dạng mà mini nha anh chị. Mini nên hoành rất là nhỏ, hoành 11 hơn xíu tính chị mình 11 thôi. Đường kính bầu là 23. Mini thì tụt top mini nha anh chị. Vậy mà có khi có nhiều cây mini á, anh chị thấy không? Cái dáng nó rất là đẹp, thứ hai nữa là nó có rất là nhiều nụ luôn. Nó độc vậy đó. Nhiều khi nhỏ như vậy mà nó sung lắm. Đấy. Rồi mã số này mã số 39 thì shop em để cho anh chị mình giá sale sập sàn luôn, 550 thôi. 550 là đã có một cái cây mai Tân Châu rồi. Rồi, em qua mã số kế tiếp nha anh chị. Cây giáng long nha, tàn đều hết lên chị thấy không? Đấy, tàn đều luôn, giáng long. Giáng long thì anh chị mình có thể chơi phong thủy cũng được nè ha. Làm sao là phong thủy rồi. Chiều cao khoảng tầm 1m3 nha. Hơn 1m3 xíu. Tới ngang mình tầm 95. Những cây này thì vẫn còn nụ nha anh chị, vẫn còn nụ. Hoành là 15 nha anh chị, hoành 15. Đường kính bầu của mình là 30. Đấy. Cái này thì anh chị mình có thể về, anh chị mình vô cái dây nhôm ở trên ngọn này giùm em. Anh chị là mạnh tay ha. Vô giật lên cái vậy nè cho nó thẳng, nhìn nó lật hơn xíu, cái cây nhìn nó cứng hơn xíu ha. Đó, ở dưới thì tàn anh chị mình khỏi vô cũng được, tại vì tàn này nó đã vô dây nhôm cho mình rồi, nên tháo ra rồi đó, nên nhìn rất là đều. Rồi, đây mã số 40, số em giao lưu với anh chị mình giá là 850 nha. 850. Dạ. Rồi qua mã số kế tiếp. Mã số 41. Rồi dáng này cũng là dáng lắc lượng luôn nha anh chị. Chiều cao khoảng tầm hơn 1m1 xíu ha. Tán ngang của mình là khoảng tầm gần 90. Hoành mình 15 nha. Mà đường kính bầu của cây này là 26. Cái này mã số 41 nha anh chị. 41. Đấy. Rất là đẹp nha anh chị ha. Ở đây nó có một cái nhược điểm anh chị ơi, một cái nhược điểm thì em cũng sẽ báo cho anh chị luôn là nó bị xước ngay cái phần này, là do mình kéo tới di chuyển tới chuyển lui từ trên xe xuống ha, nó bị xước. Bên em đã quấn kèo lại cho nó mau liền da rồi, anh chị cũng an tâm nha. Anh chị nào thông cảm bỏ qua được có thể chốt cây này giúp em ha. Cái giá thì em đã để cho anh chị mình rồi, 650 thôi anh chị ơi, mã số 41. Những cái cây nào có nhược điểm gì hết thì em sẽ hạ giá xuống bớt cho mình ha. Nói chung là giao lưu hữu nghị anh chị ha, an tâm. Rồi em sẽ qua mã số kế tiếp, mã số 42 nha. Rồi cây này giáng long rất là đẹp nha, chiều cao khoảng tầm 1m2, tán ngang của mình là khoảng tầm 1m. Đó, mấy cây này thì anh chị mình về gọt tỉa rồi cho nó đẹp loại xíu nha. Hoành là 12, đường kính bầu của mình là 34. Đây là những cái cây mà lượng dạng nhỏ ha, Tân Châu dạng nhỏ, nụ anh chị thấy không, rất là nhiều. Đó, chỉ bị bung nụ nè, nó rất là nhiều luôn. Đó, cây này nhỏ nhỏ, những cây mà xấu xấu như thế này thì nó lại rất là đẹp anh chị, đẹp về cái độ tại cành hay này kia, cái nụ nó đẹp ra mặt hoa đấy. Rồi mã số này là mã số 42 nha anh chị, sớm giao lưu với anh chị mình giá là 800. 800 là bao ship luôn. Rồi em qua mã số kế tiếp, mã số 43 nha. 43, chiều cao của mình là tầm 1m1 nha, tán ngang của mình là khoảng tầm gần 90, hoành là 15 hơn xíu ha, tính chị 15 thôi. Từ cái bầu là 28. Cái này mã số 43. Đấy. Sớm em giao lưu với anh chị mình giá cái này ha, 750 thôi. Cái này anh chị mình về mua lấy bo ghép cũng lợi nên anh chị ha. Hoa Tân Châu rất là đẹp. Rồi em qua mã số kế tiếp, mã số 44. 44 nha. Giáng long. Tại cành đều. Tuột tấp mini, hơi nhỏ xíu ha, tâm hơi nhỏ xíu. Từ kính bầu là chiều cao là khoảng tầm gần 1m, gần 1m ha. Tán ngang của mình là 75. Hoành là 12 nha anh chị ơi, đường kính bầu là 23. Cái này là giáng long, ta cành đều, tông hơi nhỏ xíu ha, tông ôm luôn. Mã này mã số 44 nha anh chị, sớm giao lưu với anh chị mình giá là 600 ngàn nha. 600 ngàn. Rồi em xin phép qua mã số kế tiếp, ghi con cái mã số, số 45. Rồi mã số 45 nha anh chị ha. Rồi đây là một cái cây anh chị nhìn từ xa, anh chị nhìn tay cành nó sẽ không có đều, không có đẹp rồi đó ha. Nhưng mà ở giữa cái thân á anh chị thấy không, nó có một cái dáng rất là đẹp và dáng lắc lượng. Đó, người ta uống cho mình từ nhỏ luôn. Anh chị mình có thể lấy cái này, mua cái này về mình chơi.
chơi vụ Tết nữa, còn hoa còn nụ nó sẽ trổ, mình lấy mặt bông mình chơi, chơi Tết xong rồi mình sẽ xuống bộ tài cành, lên bộ tài cành mới cho cái thân đất đường năm sau ha. Chiều cao của mình là tầm 1m1 nha, tán ngang của mình là tầm 1m. Rồi, hoàn thân của mình là 13 hơn, tính chị mình 13 nha, đường kính bọc của mình 32. Cây này là mã số 45 nha anh chị. Anh chị thấy không, một cái nụ nó ra tới 4 5 bông mà chứ không có ít nè. Ha. 4 bông 5 bông không ha. Đây là nụ chùm. Hoa Tân Châu thì anh chị mình yên tâm, nó hoa chùm hết rồi. Đó. Cái cây này chỉ có bọc tay cành thôi, nó hơi không được đẹp lắm thì em cũng báo luôn. Anh chị mình về chơi Tết xong lấy mặt hoa, sang năm sau mình có thể xuống tay cành lấy bọc tay cành mới ha. Giữ cái thân này lại rất là đẹp nha. Rồi, mã số 45 shop Zalo với anh chị mình giá là 700 ngàn nha. 700 ngàn. Rồi, em cảm ơn chị mình rất là nhiều nha. Thời gian qua ủng hộ shop Mai Vàng Trúc Yên ha. Em đại diện shop Mai Vàng Trúc Yên cảm ơn chị mình rất là nhiều. Chúc cho anh chị mình thật là nhiều sức khỏe, công việc luôn gặp nhiều may mắn và thành công phát triển hơn ha. Cảm ơn anh Tâm đã hỗ trợ shop Mai Vàng Trúc Yên nha. Anh chị mình đi ngang kênh YouTube á, thấy cái shop Mai Vàng Trúc Yên thì mình nhấn cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ nha. Và làm chị mình thích mai nào, Tân Châu, mai tàn nè, mai mini nè, mai phôi, anh chị có thể liên hệ với shop nha. Về mặt hàng hoa Tân Châu á, bên em sẽ gửi đến anh chị mình ha, những cái cây rất là đẹp. Anh chị mình mua ủng hộ với shop, anh shop cảm ơn anh chị rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại anh chị trong clip gần nhất nha. Bên em có bán sỉ và lẻ luôn nha anh chị. Anh chị nào ở gần á, anh chị có thể mua trong ngày, bên em sẽ giao xe máy nha. Cảm ơn chị rất là nhiều và hẹn gặp lại. Rồi, cảm ơn shop Mai Vàng Trúc Yên ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho shop Mai Vàng Trúc Yên. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.